Hãy bình luận xuống dưới video này, mình sẽ chọn ra một vài bình luận hay và cho nó lên vào video tiếp theo. Hãy bình luận để nói chuyện với mình và lên TV nhá. Còn chờ gì nữa? Bình luận đi! Bình luận đi! Bình luận đi! 헬로! Xin chào tất cả các bồ. Chào mừng các bồ đã quay trở lại với Tentacle. Mình là Di. Lần trước, chúng mình đã làm một video giới thiệu về lịch sử phát triển của Hogwarts. Thế nhưng, những câu chuyện đời tư của bốn nhà sáng lập ngôi trường này vẫn còn là một ẩn số. Khi chúng ta tự hỏi rằng không biết Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin là những con người như thế nào, tính cách của họ ra sao và có bí mật gì đằng sau sự vĩ đại của bốn phù thủy này. Vì thế, ngày hôm nay, chúng mình sẽ mang tới cho các bồ một số đặc biệt, một video kể đầy đủ, tường tận câu chuyện cuộc đời của cả bốn người. Cảnh báo cho các bồ biết, đây sẽ là một video cực kỳ dài và cực kỳ đã. Hãy chuẩn bị bỏng nước nhá. Và chúng ta hãy cùng đến với vị pháp sư đầu tiên, cha đẻ của ngôi nhà mà hầu hết lũ trẻ đều mơ ước, Gryffindor. Theo như lời kể của giáo sư Binns vào năm học thứ 2 năm 1992, cũng như lời giới thiệu của chiếc mũ phân loại vào năm học thứ 4 của Harry năm 1994, Hogwarts được thành lập vào khoảng hơn 1.000 năm trước đây, nghĩa là cả bốn nhà sáng lập của trường đã sinh sống vào khoảng thế kỷ 10 đến đầu hoặc giữa thế kỷ 11. Godric Gryffindor sinh ra tại thung lũng Godric, một ngôi làng nhỏ phía tây nước Anh, được biết đến là một vùng đồng hoang. Nơi Gryffindor sinh ra, thung lũng Godric được đặt theo tên của con người tài năng này nhằm vinh danh sự cống hiến của ông cho giới phù thủy. Gryffindor là một pháp sư đấu tay đôi cừ khôi. Ông được miêu tả là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp với mái tóc lượn sóng đỏ giống như bờm sư tử và đôi mắt màu xanh lá. Ông đề cao lòng can đảm, sự quyết tâm, tinh thần hiệp sĩ, sức mạnh của trái tim và coi đây là phẩm chất quan trọng nhất của một pháp sư phù thủy. Vì vậy, nét nổi bật nhất của những học sinh trong nhà Gryffindor chính là sự dũng cảm. Nếu chúng ta đi sâu vào tìm hiểu cái tên của Godric Gryffindor, thật không khó để nhận ra cô J.K. Rowling lại một lần nữa chơi chữ không chỉ với riêng cái tên của ông mà còn với cả biểu tượng của nhà Gryffindor. Gryffindor làm liên tưởng đến những con Griffin, một loại thú có thân sư tử với phần đầu và cánh là của đại bàng. Từ đo lại tương tự như một từ tiếng Pháp có nghĩa là làm từ vàng. Liên hệ với đặc điểm của những học sinh nhà Gryffindor, thật chẳng khó để lý giải vì sao biểu tượng của nhà lại là hình ảnh của một chú sư tử dũng mãnh với hai màu chủ đạo là đỏ và vàng. Đỏ tượng trưng cho sự dũng mãnh của sư tử, vàng tượng trưng cho phần đầu và cánh của đại bàng. Gryffindor là một trong những pháp sư tiêu biểu trong việc chống lại sự phân biệt đối xử với Muggle. Ông ủng hộ việc nhận các phù thủy xuất thân Muggle vào Hogwarts, khác hoàn toàn với Salazar Slytherin. Có lẽ rằng trước khi đọc phần 5, chẳng ai có thể tưởng tượng ra được hai con người tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau, thậm chí là đối lập ấy lại là hai người bạn thân lâu năm. Tuy nhiên, tình bạn của cả hai đã chấm dứt sau khi thành lập trường Hogwarts không lâu do khác biệt về quan điểm nhận học sinh Muggle của Slytherin với ba nhà sáng lập còn lại. Mặc dù cả Slytherin và Gryffindor đều đã cố gắng thuyết phục đối phương, nhưng cả hai đều không thành công. Nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra. Kết quả, đáng buồn thay lại là sự ra đi của Slytherin và sự kết thúc tình bạn giữa hai người họ. Gryffindor là một trong bốn pháp sư tài năng nhất thời đại và ông được miêu tả là kẻ đấu tay đôi giỏi nhất trong thời đại của mình. Với phong cách chiến đấu kiểu Muggle, vũ khí chính được ông sử dụng trong chiến đấu là thanh gươm mà sau này chúng ta biết đến nó với cái tên thanh gươm Gryffindor. Nhưng gượm đã, các bồ đã bao giờ thắc mắc vì sao một phù thủy lại luôn gắn liền hình ảnh với thanh gươm chứ không phải là chiếc đũa phép chưa? Nguyên nhân thực ra cũng khá đơn giản. Vào thời kỳ của Gryffindor, khi mà đạo luật bí mật vẫn còn chưa được ban hành, các pháp sư và phù thủy bị những Muggle coi là ma quỷ, là những kẻ gây hại cho con người và họ sẽ bị tê sống. Vì vậy, trong thời kỳ mà ai ai cũng dùng gươm để nói chuyện, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn cho một pháp sư khi sử dụng gươm để chiến đấu với các Muggle, bảo vệ bản thân mà không làm tổn thương những người bình thường ấy bởi các bộ phép ma thuật. Việc chiến đấu bằng gươm cũng thể hiện sự tôn trọng của ông đối với đối thủ của mình. Có lẽ lúc đó Gryffindor cũng đã hy vọng rằng các Muggle sẽ nhận ra không phải loại bùa chú nào cũng là xấu, không phải cứ là pháp sư và phù thủy thì đều cần phải tiêu diệt. À quên, thêm một câu chuyện nhỏ xíu xíu về thành công Gryffindor này nhé. Nếu như là một fan cứng của Harry Potter thì chắc hẳn các bồ cũng biết rồi, còn những ai chưa biết thì để chúng mình nói cho. Thanh gươm Gryffindor được làm từ bạc của yêu tinh và được tạo ra bởi vua của giới yêu tinh, Ragnarok đệ nhất, kẻ có tay nghề cao nhất trong giới pháp thuật theo yêu cầu của Gryffindor. Một cuộc mua bán bình thường sẽ diễn ra nếu như sau khi làm xong việc, Ragnarok ra thanh gươm cho Gryffindor và nhận tiền. Tuy nhiên, trong giới yêu tinh có một quan niệm thế này: đồ vật được yêu tinh tạo ra, dù cho được trả rất nhiều tiền thì đến cùng món đồ ấy vẫn sẽ thuộc quyền sở hữu của yêu tinh. Trong khi đó, giới phù thủy cũng như Muggle chúng ta thì luôn mặc định đã bỏ tiền ra thì tất nhiên vật đó sẽ thuộc quyền sở hữu của mình. Vậy là một vấn đề đã nảy sinh. Sau khi hoàn thành xong, Ragnarok bị mê hoặc trước vẻ đẹp và sức mạnh của thanh gươm, không muốn một vật quyền lực thuộc quyền sở hữu của mình như thế bị kẻ khác sử dụng. Ragnarok đã loan tin rằng Godric Gryffindor đã đánh cắp thanh gươm từ tay lão và sai bọn Lola đến giành nó về. Tất nhiên, Gryffindor đã tự vệ và đánh trả lại bọn yêu tinh bằng bùa phép của mình,
Nhưng với tinh thần hiệp sĩ trong máu, ông không giết chúng mà ếm bùa bắt chúng quay trở về nói với Ragnarok rằng nếu hắn vẫn có ý định cướp đoạt thanh gươm, ông sẽ dùng chính thanh gươm này để trừng phạt tất cả. Lại ưu tình khiếp sợ trước lời đe dọa ấy và đành phải chấp nhận việc Gryffindor sẽ sở hữu thanh gươm, nhưng cho đến tận lúc chết, lão vẫn không cam lòng. Đây cũng chính là nguồn cơn của tin đồn nhảm vẫn đang được lưu truyền trong cộng đồng yêu tinh bao lâu nay rằng Gryffindor vĩ đại là một kẻ ăn cắp. Nếu đi xa hơn nữa, trong phần 7 của bộ truyện, chấp niệm không bỏ thanh gươm Gryffindor đã một lần nữa được Griffith đề cập tới khi hắn chỉ chấp nhận giúp Harry nếu cậu trao trả lại thanh gươm cho giới yêu tinh. Quay trở lại với thanh gươm Gryffindor, sức mạnh cũng như khả năng của bạc thì khỏi cần nói, chắc bồ nào cũng biết, bạc là một chất có khả năng hấp thụ các sức mạnh khác, nhất là sức mạnh hắc ám. Nhưng thanh gươm được làm ra bởi yêu tinh thì cũng phải có điều gì đó đặc biệt hơn những thanh gươm khác chứ đúng không? Khả năng của thanh gươm Gryffindor không chỉ đơn giản là hấp thụ sức mạnh mà còn là khả năng chuyển hóa sức mạnh mà nó hấp thụ được thành sức mạnh của chính bản thân, trở thành một trong những vũ khí lợi hại nhất của nhà Gryffindor. Ấy thế nên, Harry mới có thể giết được tử xà Basilisk, cụ Dumbledore có thể phá hủy được chiếc nhẫn của Malfoy, và Ron có thể phá hủy được mề đay của Slytherin bằng thanh gươm này. Bên cạnh thanh gươm, Gryffindor còn sở hữu một món đồ phép thuật khác là một chiếc mũ phù thủy. Chiếc mũ này sau đó đã được 4 vị pháp sư của Hogwarts ếm bùa sở hữu trí tuệ để nó có thể chọn ra những học sinh ưu tú nhất, phù hợp nhất với tiêu chí của từng nhà sau khi họ qua đời, trở thành chiếc mũ phân loại mà chúng ta biết. Cho những ai chưa biết, thì ý tưởng sử dụng chiếc mũ phân loại để chọn lọc học sinh cho từng nhà đến từ chính Gryffindor, con người có dáng vóc to lớn, dũng mãnh và tưởng như chỉ có mỗi sức mạnh. Tuy nhiên thì ở phần 5 của bộ truyện, trong bài hát mới của mình, chiếc mũ phân loại đã nói rằng ban đầu khi mới thành lập trường, bốn nhà sáng lập đều có mục đích chung là dạy dỗ và đào tạo ra những pháp sư và phù thủy xuất sắc nhất. Thế nhưng theo thời gian, tiêu chuẩn của Ravenclaw, Slytherin và Gryffindor cũng cao hơn. Họ tạo ra những tiêu chí riêng cho học sinh trong nhà của mình. Điều đó đã khiến mối quan hệ giữa các nhà dần rạn nứt và mất đi tính chất tốt đẹp ban đầu. Đối với chiếc mũ phân loại, việc chia các học sinh theo tiêu chuẩn của từng nhà là một sai lầm. Không ai rõ Gryffindor mất đi khi nào và vì sao ông mất. Thế nhưng cái chết của ông cũng đã để lại một câu hỏi cực kỳ lớn về người thừa kế thực sự của mình. Khác với ba nhà sáng lập còn lại, mọi chi tiết trong phim và cả trong truyện đều không hề đề cập tới người thừa kế của Godric Gryffindor. Vì vậy, đây cũng chính là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất trong giới Muggle của chúng ta suốt bao nhiêu năm qua. Trong một khoảng thời gian dài, mọi người đều cho rằng Harry Potter chính là người thừa kế của Gryffindor bởi hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên là do gia đình Potter cũng sinh sống tại thung lũng Godric, quê hương của Gryffindor. Tuy nhiên, nguyên nhân này cũng không thực sự thuyết phục vì tại thung lũng Godric vẫn còn những gia đình khác như Ignatius Peverell, Bathilda Bagshot, gia tộc Dumbledore, gia tộc Abbott, v.v. Thế nên, tất cả đều có thể là người thừa kế của Gryffindor. Có một giả thuyết gần như được thừa nhận chính là Harry Potter là người thừa kế của Ignatius Peverell, người em thứ ba trong chuyện kể về ba anh em nhà Peverell, vì gia đình Potter sở hữu chiếc áo khoác tàng hình được truyền từ đời này sang đời khác. Thế nhưng, không có bằng chứng nào cho thấy Ignatius Peverell có thực sự là người thừa kế của Gryffindor hay không, nên cũng rất khó để khẳng định Harry là người thừa kế của Gryffindor. Nguyên nhân thứ hai, kém thuyết phục hơn được đưa ra từ việc Harry có thể rút thanh gươm Gryffindor ra khỏi chiếc mũ phân loại, giống như việc Tom Riddle có thể điều khiển tử xà Basilisk vậy. Tuy nhiên, lập luận này cũng là sai lầm, bởi thanh gươm Gryffindor sẽ chỉ được rút ra bởi bàn tay của những kẻ xứng đáng, và cụ Dumbledore, Ron hay Neville vẫn rút được đấy thôi. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2005, cô J.K. Rowling cũng đã phủ nhận việc Harry là người thừa kế của Godric Gryffindor. Một cái tên khác được xướng lên để trở thành ứng cử viên người thừa kế của Gryffindor chính là gia đình Weasley, với một nguyên nhân cực kỳ đơn giản là bộ tóc đỏ đặc trưng của họ. Như chúng mình đã đề cập ở phía trên, Godric Gryffindor sở hữu một bộ tóc đỏ lượn sóng, nên biết đâu giả thuyết này không sai thì sao? Điều quan trọng nhất là cho đến nay, cô J.K. Rowling vẫn không đề cập đến vợ hay người thừa kế của Gryffindor, nên vấn đề này mãi vẫn chẳng được giải quyết. Tuy nhiên, lại có một giả thuyết khác được khá nhiều người ủng hộ. Đó là Gryffindor là người đề cao sự dũng cảm, ông mang trong mình trái tim của một hiệp sĩ. Vì vậy, bất cứ ai có được lòng dũng cảm đều xứng đáng trở thành người thừa kế của ông. Và những người thừa kế ấy đều sẽ được thanh gươm Gryffindor công nhận. Đó là Harry, là Ron, là Neville, là cụ Dumbledore. Tạm lại câu hỏi về người thừa kế của Gryffindor. Các bồ đã bao giờ tự hỏi một nhóm phù thủy của một cặp đôi như nước với lửa, của một người vừa thông minh vừa kiêu ngạo, thờ ơ, đứng ngoài mọi cuộc tranh luận, thì làm sao có thể tự họp với nhau mà cùng thành lập ra Hogwarts nhỉ? Câu trả lời là
do họ luôn có một người tốt bụng, chăm chỉ và công bằng, luôn sẵn sàng làm chất keo dính, dính cả ba cá dính còn lại, đó chính là Hufflepuff. Hãy cùng chúng mình tiếp tục đi tìm hiểu về chủ nhân ngôi nhà vàng đen nhá. Helga Hufflepuff được sinh ra tại một vùng thung lũng rộng lớn tại xứ Wales vào khoảng thế kỷ thứ 10. Giống như Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw và Salazar Slytherin, bà là một trong số những phù thủy vĩ đại nhất thời Trung Cổ. Trong bốn nhà sáng lập, Helga Hufflepuff là người duy nhất không đặt ra bất cứ tiêu chuẩn gì trong việc chọn lọc các học sinh cho nhà của mình. Tất cả những đứa trẻ thật thà, lương thiện, trung nghĩa, chăm chỉ và kể cả những ai không nhận được vào ba nhà còn lại thì sẽ đều được Helga Hufflepuff tiếp nhận. Sự thiện lương và công bằng ấy cũng đã phần nào khắc họa lên chân dung của Helga Hufflepuff. Bà được miêu tả là một người phụ nữ đẫy đà, phúc hậu với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh, lúc nào cũng gắn liền với hình ảnh chiếc váy nâu hoặc vàng và nụ cười thường trực trên môi. Chính vì việc đánh giá cao lòng trung thực và sự kiên trì mà biểu tượng được lựa chọn cho nhà Hufflepuff là hình ảnh của một con lửng, con vật tượng trưng cho sự chăm chỉ, khỏe mạnh và ngoan cường. Ngoài ra, nhà Hufflepuff còn đại diện cho yếu tố thổ hay là đất, nên hai màu chủ đạo của nhà, vàng và đen, lần lượt là những sắc màu tương ứng với lúa mạch và đất đá. Hai hình ảnh biểu trưng cho sinh vật và sự sống, vì có lẽ đó mà phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff lúc nào cũng tràn đầy ánh nắng và ấm áp. Cô Rowling đã miêu tả phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff trong sổ tay của mình như sau. Một lối đi trông tranh để đất đá bên trong cái thùng dẫn lên một con đường nhỏ cho đến khi một căn phòng hình tròn đầy ấm áp với trần nhà thấp hiện ra, chẳng khác gì hang ổ của loài lửng. Căn phòng được trang trí bằng màu vàng và đen tươi sáng của loài ong, với điểm nhấn là những chiếc cửa tròn và những chiếc bàn được làm bằng gỗ và đánh bóng qua màu mật ong. Dẫn vào ký túc xá nam và nữ, xuất hiện của nhiều loài cây cỏ, hoa lá đầy sắc màu khiến bầu không khí của phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff càng trở nên rực rỡ. Rất nhiều người cho rằng những học sinh nhà Hufflepuff không xuất sắc như những nhà còn lại bởi họ không có đủ sự dũng cảm, tham vọng cũng như là trí tuệ. Thế nhưng Helga lại không cho rằng đó là điều quan trọng. Với bà, đứa trẻ nào cũng tài năng và cần được dạy dỗ như nhau, bất kể chúng có xuất thân, địa vị và xuất phát điểm như thế nào. Để chứng minh cho điều đó thì người duy nhất được chiếc cốc lửa lựa chọn để tham gia cuộc thi tam pháp thuật đã không đến từ Gryffindor hay Ravenclaw, cũng chẳng đến từ Slytherin mà lại đến từ Hufflepuff, Cedric Diggory, con người hội tụ đủ mọi đặc điểm nổi bật nhất của một Hufflepuff. Trung thành, tốt bụng, khiêm tốn, chăm chỉ và đầy kiên trì. Ở đây, chúng mình sẽ không nhắc đến người được lựa chọn bất đắc dĩ khác là Harry Potter nhé. Chúng ta có rất nhiều phù thủy nổi tiếng, tài năng và đáng trân trọng khác đều là thành viên của Hufflepuff như Newt Scamander, tác giả cuốn sách nổi tiếng Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng, Pomona Sprout, chủ nhiệm hiện tại của nhà Hufflepuff và cũng là một trong những giáo viên giỏi nhất về thảo dược học, hay Nymphadora Tonks, một người biến hình, một thần sáng tài năng, thông minh và cực kỳ dũng cảm. Và nếu như các bồ còn nhớ thì trong trận chiến cuối cùng tại Hogwarts, Hufflepuff cùng với Gryffindor là hai nhà có số lượng học sinh sẵn sàng ở lại chiến trường đông nhất. Ngoài ra, nếu để nói trong số 4 nhà, nhà nào có số lượng những người tham gia vào phái hắc ám ít nhất thì chúng ta sẽ phải gọi tên của Hufflepuff chứ không phải Gryffindor hay Ravenclaw. Phải nói rằng, cả Hufflepuff không chỉ trung thành, chăm chỉ, kiên trì mà còn rất dũng cảm nữa. Và ai dám nói Hufflepuff là nhà của những học sinh không tài năng nào. Helga Hufflepuff chính là người đã gắn kết 4 nhà sáng lập Hogwarts lại với nhau. Trên tấm thẻ dành cho những phù thủy nổi tiếng nhất, Helga Hufflepuff đã được miêu tả là người mang mọi người từ những bước đường khác nhau của cuộc sống cùng nhau xây dựng nên Hogwarts và được yêu vì phong cách quyến rũ của mình. Bà và Rowena Ravenclaw cũng giống như Godric Gryffindor và Salazar Slytherin đều là những người bạn rất thân thiết, nhưng không rõ vì sao mà tình bạn của hai người lại dần trở nên xa cách. Có lẽ nguyên nhân chính cũng đến từ sự khác biệt về quan điểm lựa chọn học sinh, như trong câu chuyện của Slytherin và Gryffindor, trong khi Ravenclaw có yêu cầu cao về trí tuệ thì Hufflepuff lại cho rằng hãy nhận mọi học sinh và đối xử công bằng với chúng mới là điều chính xác. Có thể nói, chính những xung đột trong quan điểm giảng dạy và lựa chọn học sinh đã khiến tình bạn giữa bốn nhà sáng lập của chúng ta dần dần biến mất. Có lẽ, chiếc mũ phân loại và Hufflepuff đều đã đúng, không nên có sự phân loại giữa các học sinh tại Hogwarts, bởi điều ấy chỉ khiến cho sự ganh đua nảy sinh và ngày càng phát triển mà thôi. Nhưng nếu như không có sự phân loại ấy, thì chắc chắn rằng chúng ta, các Muggle trẻ tuổi, đang ngày đêm mơ mộng nhận được thư cú sẽ không bao giờ có cơ hội để kể cho nhau nghe những câu chuyện bên lề xà lắc xà lờ như thế này. Và lúc này, các bồ sẽ đang làm một việc gì đó khác, thay vì ngồi ở đây và xem mấy chiếc video kể lể về bốn nhà sáng lập vĩ đại.
Có một sự thật thú vị là Helga Hufflepuff cực kỳ giỏi trong việc sử dụng các bùa chú và bà đặc biệt có thiên phú với các bùa chú liên quan đến thức ăn. Chính vì vậy, hầu hết những món ăn được làm tại Hogwarts cho đến ngày hôm nay vẫn đang sử dụng công thức bùa chú do bà tạo ra. Nếu phân tích cái tên của Helga Hufflepuff thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy một điều thú vị khác. Họ của bà, Hufflepuff, được tạo ra bởi hai từ là Huff và Puff. Trong đó, Huff là hơi thở, còn Puff nếu như trong thời Trung Cổ thì nó có nghĩa là bánh ngọt. Kết hợp lại với nhau thì Hufflepuff có nghĩa là hơi thở ngọt ngào, quá đủ để nói về một Helga Hufflepuff rồi. Trong khi Godric Gryffindor luôn đấu tranh cho quyền lợi của các Muggle thì Helga Hufflepuff lại luôn đấu tranh cho quyền lợi của gia tinh. Nếu các bồ chưa quên thì gia tinh tại Hogwarts chính là những gia tinh được nhận đãi ngộ tốt nhất trong giới phù thủy. Tại đây, chúng gần như được đối xử công bằng, chỉ gần như thôi vì vẫn có những đứa trẻ thuần huyết được dạy rằng gia tinh là nô lệ và không đáng để coi trọng. Những gia tinh tại Hogwarts được trả tiền công, được coi như những nhân viên bình thường mà không bị ngược đãi, sỉ nhục và coi như nô lệ. Tất cả đều là nhờ vào Helga Hufflepuff. Có lẽ khả năng thiên bẩm và những điều mà Helga Hufflepuff đã làm cho Hogwarts là lý giải hợp lý nhất cho việc tại sao phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff lại tọa lạc ngay gần căn bếp của trường đến như vậy. Thế nhưng, tài năng của Hufflepuff không chỉ dừng lại ở việc sử dụng bùa chú đâu. Sự sáng tạo của bà trong việc đặt mật khẩu để vào phòng sinh hoạt chung của nhà cũng là điều cực kỳ đáng nói. Có một sự thật mà rất ít người biết đến chính là nếu như Gryffindor, Ravenclaw và Slytherin đã từng bị xâm nhập một cách bất hợp pháp thì nhà Hufflepuff kể từ khi thành lập trường cho đến nay chưa bao giờ phải chào đón một vị khách không mời nào. Nhờ vào cơ chế bảo vệ tưởng chừng đơn giản lại rất khó để vượt qua. Chỉ cần gõ đúng nhịp điệu của từ Helga Hufflepuff, cánh cửa vào phòng sinh hoạt chung sẽ mở ra. Còn nếu gõ sai nhịp hoặc gõ sai số lần thì xin chúc mừng, bồ tèo sẽ được tắm trong một thùng giấm chua lè nhé. Helga Hufflepuff là một trong những nhà phát minh vật dụng pháp thuật tài năng. Bà có thể tạo ra hầu hết những đồ vật thông dụng mà đã nói đến vật dụng pháp thuật. Chúng ta không thể không nhắc tới một trong những di vật nổi tiếng nhất của bà, chiếc cúp Hufflepuff. Gọi là cúp nhưng thực ra đây là một chiếc cốc. Các bồ đừng nhầm lẫn nhá, cúp đã từng được Harry miêu tả là nhỏ và trông như một cái chén được làm bằng vàng, với hai tay cầm được chạm trổ tinh xảo và một con lửng khắc trên đó. Nếu như các bồ còn chưa biết thì chiếc cúp này là do chính tay Helga Hufflepuff tạo ra mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của bất kỳ ai. Chiếc cúp ẩn chứa trong nó rất nhiều sức mạnh kỳ diệu. Đáng tiếc, sau này nó đã bị Voldemort lấy cắp và trở thành một trong những trường sinh linh giá của hắn. Chiếc cúp cuối cùng cũng đã bị hủy trong tay của Hermione mà chưa từng được tiết lộ sức mạnh hay được sử dụng một cách chính xác trong suốt cả bộ truyện. Theo một số nguồn tin bên lề thì chiếc cúp Hufflepuff là một trong những đồ vật pháp thuật đầu tiên được Helga Hufflepuff tạo ra với mục đích đựng đồ ăn và giúp các gia tinh vận chuyển thức ăn từ phòng bếp tới đại sảnh đường nhanh chóng hơn. Bên cạnh những tin đồn thổi về mục đích ban đầu của chiếc cúp Hufflepuff, còn có một vài suy đoán và lời đồn đại khác trong giới Muggle rằng Helga Hufflepuff chính là người tạo ra phòng yêu cầu. Bà được cho là đã làm việc đó sau khi Salazar Slytherin tạo ra phòng chứa bí mật với mục đích là giúp các gia tinh hoặc các học sinh khác có nơi để tập hợp và liên kết lại với nhau nhằm chống lại những suy nghĩ và hành động cực đoan từ các thành viên nhà Slytherin. Căn phòng đó sau này cũng đã được Harry sử dụng để làm trụ sở chính của quân đoàn Dumbledore. Cũng giống như Godric Gryffindor, không ai rõ khi nào và tại sao Helga Hufflepuff mất. Thế nhưng người từng được nhắc tới trong truyện, Hepzibah Smith, đã thừa nhận mình là người thừa kế xa của bà. Hepzibah Smith được thừa hưởng chiếc cúp Hufflepuff. Theo như lời bà ta, chiếc cúp có rất nhiều sức mạnh mà chính bà ta cũng chưa từng được thử qua. Và cũng chính Hepzibah là người đã để mất chiếc cúp vào tay của chúa tể Voldemort vào khoảng những năm 1940, thời điểm mà hắn vẫn còn là Tom Riddle. Một cái tên khác cũng được xướng lên cho vị trí người thừa kế của Helga Hufflepuff là Zachariah Smith. Tuy nhiên, không có một bằng chứng chính xác nào chứng minh cho điều này. Điều duy nhất mà chúng ta có thể thừa nhận chính là việc Zachariah Smith có họ Smith và hắn là một học sinh của nhà Hufflepuff. Điều đáng buồn là hắn được nhận vào nhà Hufflepuff có vẻ không phải nhờ vào những đức tính nổi bật của một Huff là sự chăm chỉ, lòng trung thành hay sự tốt bụng, mà là bởi hắn không phải là sự lựa chọn của ba nhà còn lại. Zachariah Smith sau này đã vứt bỏ lòng trung thành cần có của một Hufflepuff cùng những kẻ khác trong gia đình Malfoy, gia đình Lestrange hay Antonin Dolohov trở thành những tử thần thực tử, phục vụ cho kế hoạch thanh lọc và trở thành kẻ thống trị thế giới phù thủy của chúa tể Voldemort.
Thế nhưng, đã có rất nhiều người phủ nhận giả thuyết của Zachariah Smith là người thừa kế của Helga Hufflepuff. Tất cả đều cho rằng mục đích cho tên họ Smith của hắn chỉ là một cách để cô J.K. Rowling mỉa mai lòng trung thành của kẻ đã làm xấu mặt và vấy bẩn lên nhà Hufflepuff mà thôi. Cho tới thời điểm hiện tại, Hepzibah Smith là người thừa kế duy nhất được biết đến của Helga Hufflepuff, nhưng lại không có một thông tin nào cho biết Hepzibah có người thừa kế khác hay không. Nếu như thực sự Hepzibah không có con cháu gì thì thật đáng tiếc, rất có thể một người sáng lập khác của Hogwarts lại chẳng còn một người thừa kế nào. Hy vọng rằng trong một tương lai không xa, cô J.K. Rowling sẽ tiết lộ thêm những điều khác về Helga Hufflepuff cũng như người thừa kế của bà. Nếu như phương châm sống của các bồ là cần cù thôi thì chưa đủ, muốn làm chủ phải tinh khôn, thì á hẳn các bồ sẽ thuộc một trong số hai nhà còn lại mà chúng mình sắp nói tới đây đấy. Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu về Ravenclaw, chủ nhân ngôi nhà có nhiều học sinh thông minh và sáng tạo nhất Hogwarts nhá. Nếu như Godric Gryffindor được sinh ra tại Anh, Helga Hufflepuff được sinh ra tại Wales, thì Rowena Ravenclaw lại được chào đời ở một thung lũng nhỏ vùng Scotland. Rowena Ravenclaw đề cao trí tuệ và sự sáng tạo. Bà sở hữu một chiếc vương miện mà bên trong có khắc dòng chữ "Tri thức là kho báu quý giá nhất của con người". Sau khi cùng ba người bạn khác của mình thành lập đến Hogwarts, giống như Godric Gryffindor và Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw cũng đặt ra tiêu chuẩn cho những học sinh trong nhà của mình, đó là trí tuệ, óc sắc bén, sức sáng tạo và sự khôn ngoan. Biểu tượng của nhà Ravenclaw là hình ảnh của một chú chim đại bàng với hai màu chủ đạo là xanh da trời thẫm và đồng. Trong đó, xanh da trời tượng trưng cho bầu trời thăm thẳm, là nơi để những chú đại bàng được tượng trưng bởi màu đồng, sải cánh bay cao, thỏa sức thể hiện trí tuệ và tài năng của mình. Đáng tiếc là khi lên phim, hai màu này đã bị đổi thành xanh nước biển và xám, với linh vật biểu tượng của nhà là quạ. Rowena Ravenclaw được các nhà phù thủy đương thời cho là một người xinh đẹp nhưng đồng thời cũng có phần nghiêm khắc và đáng sợ. Nếu như xem các bức ảnh vẫn còn được lưu lại trong giới phù thủy hay nhìn bức tượng của bà ở tháp Ravenclaw và tại nhà của Xenophilius Lovegood, chúng ta có thể thấy Ravenclaw cũng là một người giản dị. Bà có mái tóc đen dài với đôi mắt màu đen và khá cao. Một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, hơn nữa còn là phù thủy tài năng thì chắc chắn sẽ cực kỳ kiêu hãnh. Bà kiêu hãnh, có cái tôi của bản thân, bà đề cao trí tuệ nhưng mà cũng rất công bằng. Đáng lý ra, một người gần như có tất cả thì cũng phải giống như Slytherin, phản đối kịch liệt những học sinh xuất thân Muggle, nhìn những người khác với con mắt của một kẻ thuần chủng. Nhưng không, với Ravenclaw, có trí tuệ là có tất cả, không cần biết đó là thuần, lai hay Muggle. Chứng minh cho điều đó, chúng ta có thể thấy rằng nhà Ravenclaw cũng sở hữu không ít các học sinh Muggle. Theo như nhiều lời đồn đoán, chính Rowena Ravenclaw là người đã lựa chọn vị trí và đặt tên cho trường Hogwarts sau khi mơ thấy hình ảnh của một con heo đưa mình tới một vách đá ven hồ. Đó cũng là lý do giải thích cho việc vì sao Hogwarts lại ở Scotland, tại một nơi khá cao, vượt ra khỏi tầm mắt của các Muggle với một hồ nước sâu nằm ngay cạnh. Rowena Ravenclaw cũng có thể coi là một nhà kiến trúc tài năng. Theo nhiều nguồn tin, sau khi tòa lâu đài Hogwarts được xây dựng xong, bà đã nhận thấy việc di chuyển giữa các phòng, các lớp học quá là khó khăn đối với một nơi rộng lớn như thế này. Vì vậy, Rowena Ravenclaw đã đưa ra ý tưởng tạo ra những chiếc cầu thang có khả năng chuyển động tại Hogwarts, giúp mọi thứ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Sau này, những chiếc cầu thang tự chuyển động cũng đã trở thành một trong những đặc điểm nổi bật của Hogwarts và luôn có khả năng gây ra sự ấn tượng cực lớn cho các học sinh năm nhất khi đến trường lần đầu tiên. Bà cũng được miêu tả là phù thủy xuất sắc nhất thời Trung Cổ, với khả năng sử dụng bùa phép thượng thừa, đặc biệt là phép gọi thần hộ mệnh Patronus. Khác với những nhà sáng lập còn lại, Rowena Ravenclaw có một người con gái. Cô con gái ấy cũng đã từng là một học sinh nhà Ravenclaw và được chính bà dạy dỗ với cái tên Helena Ravenclaw, hay một cái tên khác thân thuộc hơn với các học sinh Hogwarts, đặc biệt là với các học sinh nhà Ravenclaw, Quý Bà Xám. Với những ai đã đọc và còn nhớ thì trong phần cuối của Harry Potter, câu chuyện tình đẫm nước mắt của Quý Bà Xám và nam tước đẫm máu đã được hé lộ. Với những ai vẫn còn chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, chúng mình sẽ kể cho các bồ nghe, nhưng không phải ở video này. Các bồ hãy chờ đợi ở những video tiếp theo nhé. Thế nhưng, tại sao ở video này, chúng mình vẫn nhắc đến câu chuyện của Quý Bà Xám hay Helena Ravenclaw? Lý do chính là vì cô chính là một phần nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ mình, Rowena Ravenclaw. If you know, you need only ask. Rowena Ravenclaw đã ra đi khi còn khá trẻ và bà cũng là người ra đi đầu tiên trong số 4 nhà sáng lập. Như đã nói ở phần đầu, Rowena Ravenclaw sở hữu một chiếc vương miện, sau này được gọi với cái tên Vương miện Ravenclaw. Vương miện Ravenclaw được cho là có khả năng nâng cao được trí thông minh cũng như là khả năng bùa chú của người mang nó. Cho đến nay, vẫn chưa có một phù thủy nào có khả năng tạo ra một thứ gì tương tự như vương miện của Ravenclaw.
Với một chiếc vương miện đặc biệt như thế này, cùng với sự đố kỵ của bản thân, sau khi tốt nghiệp, Helena Ravenclaw đã đánh cắp nó từ mẹ mình với hy vọng có thể xuất sắc hơn bà. Nhưng ngay sau khi lấy cắp chiếc vương miện, cô đã đến một nơi rất xa ở Albania. Quá giận dữ và xấu hổ trước sự phản bội của con gái, cùng với niềm kiêu hãnh của bản thân, Ravenclaw đã lựa chọn việc cất giữ bí mật này, kể cả với những người bạn thân. Nhưng thời gian qua đi, thứ còn lại sau những sự giận dữ và xấu hổ lại là nỗi đau của một người mẹ vì nỗi nhớ con, luôn mong muốn được gặp con. Lâu dần, bà sinh bệnh và ốm nặng. Dù cho đã tha thứ cho con từ lâu, nhưng chỉ đến lúc này, khi đã biết mình không còn được bao lâu nữa, bà mới nhờ đến Nam Tức đẫm máu đi tìm cô con gái của mình về, với hy vọng được gặp con lần cuối. Đáng tiếc, cuộc gặp gỡ ấy chẳng bao giờ có thể xảy ra. Helena đã chết trước khi Rowena có thể gặp lại cô. Quá đau khổ trước cái chết của con, bệnh tình của Rowena ngày càng nặng hơn. Vào một ngày mà chẳng rõ thời tiết ra sao, bà cũng đã ra đi. Đến cuối cùng, dù có là một con người nghiêm khắc và đáng sợ thế nào, thì Rowena Ravenclaw vẫn là một người mẹ. Bà có tình yêu rất lớn với con, dù cho đã từng giận dữ, nhưng cuối cùng bà vẫn tha thứ cho con và mong được gặp lại con gái mình lần cuối, hòa giải với nó trước khi ra đi. Có lẽ Helena Ravenclaw chính là điều tiếc nuối nhất của cuộc đời bà. Sự ra đi của Helena Ravenclaw gần như đã chấm dứt khả năng duy trì và phát triển của dòng họ Ravenclaw. Không rõ Ravenclaw còn nhánh nhỏ nào khác không, nhưng điều này gần như là khó có thể xảy ra. Một phần cũng là bởi không một ai có đặc điểm, khả năng hay họ có liên quan tới Rowena Ravenclaw được nhắc tới trong toàn bộ câu chuyện và cả trong những bài phỏng vấn sau này của cô J.K. Rowling. Trước khi kết thúc câu chuyện ngày hôm nay, chúng mình sẽ mang đến cho các bồ một vài giả thuyết thú vị về Rowena Ravenclaw và rộng hơn nữa chính là về nhà Ravenclaw. Khác với những nhà sáng lập còn lại, Ravenclaw được cho là họ của chồng bà. Minh chứng cho điều này chính là việc con gái bà, Helena, cũng mang họ Ravenclaw. Các bồ cũng hoàn toàn có thể giải thích rằng Rowena có thể là một người mẹ đơn thân, nghĩa là đến chính Helena cũng không biết bố mình là ai. Thế nhưng, các bồ nên nhớ rằng Rowena và Helena sống vào thời Trung Cổ, đồng nghĩa với việc điều này rất khó có thể xảy ra. Hãy cứ thử phân tích họ Ravenclaw xem sao. Dù sao thì đây cũng là tên của một trong bốn nhà tại Hogwarts. Ravenclaw được cấu thành bởi hai từ Raven và Claw. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là từ Raven, một từ dùng để chỉ loài chim thuộc họ quạ, được biết tới với trí thông minh hơn người. Còn Claw đơn giản chỉ là cái móng mà thôi. Nhưng mà thế thì tại sao biểu tượng của nhà lại là con đại bàng vậy? Cô Rowling có nhầm lẫn gì hay sao? Các bồ cứ từ từ nghe chúng mình kể nốt giả thuyết còn lại đã nhá. Chuyện là các bồ vẫn nhớ tự mình đã nói rằng sau khi đã lấy cắp vương miện thì Helena Ravenclaw đã tới một nơi nào đó tại Albania chứ. Thực ra thì có vẻ Albania không phải chỉ là một sự lựa chọn tùy hứng của Helena đâu. Có thể các bồ chưa biết, Albania được coi là vùng đất của đại bàng. Nhiều người sau khi biết được sự thật này, kết hợp cùng với việc Helena tới Albania thì đã có một giả thiết mới. Rất có khả năng Albania chính là nơi mà trước đây gia đình Ravenclaw đã sinh sống. Hoặc giả như Ravenclaw là họ thực của Rowena đi chăng nữa thì rất có khả năng đây chính là nơi gia đình Ravenclaw đã sinh sống trước khi chuyển tới Scotland và sinh ra bà. Nếu như giả thuyết này là chính xác, thì vì sao biểu tượng nhà Ravenclaw là hình ảnh của chim đại bàng thì lại không phải là điều khó hiểu nữa rồi. Còn riêng với cái tên Rowena, thì cái tên này có lẽ được sinh ra để dành riêng cho con người tài năng này. Trong tiếng Đức, sau khi được Latin hóa, Rowena có nghĩa là danh tiếng và niềm vui hoặc là bạn bè. Rowena còn là tên của nữ hoàng Anh, người được cho là con của Hengist và Vortigern. Ngoài ra, trong tiếng Wales, Rowena là người mẹ của dân tộc. Nếu như chúng mình nhìn lại lịch sử hình thành của Hogwarts, không phải Rowena chính là người đặt nền bóng quan trọng nhất cho ngôi trường phù thủy này hay sao? Vậy là chúng ta đã đi qua câu chuyện của ba nhà. Mình biết nhiều bồ đã sốt ruột lắm rồi đấy. Không để các bồ phải chờ lâu hơn nữa, hãy đến với câu chuyện cuộc đời của một pháp sư đáng sợ nhất, nhưng cũng ngầu nhất Hogwarts. Một pháp sư thuần chủng, đầy tham vọng, với thú cưng là một bé na siêu to khổng lồ. Chúng mình đang nói tới Slytherin. Hãy cùng bắt đầu nào. Nếu đã theo dõi những video trước về ba nhà sáng lập của Hogwarts thì chắc hẳn các bồ sẽ nhận ra một điều đặc biệt. Gryffindor của xứ đồng hoang đến từ phía tây nước Anh. Ravenclaw của vùng thung lũng hẹp đến từ Scotland xa xôi. Trong khi Hufflepuff của vùng thung lũng rộng lại đến từ xứ Wales. Và chắc hẳn đa số các bồ cũng đều đoán ra Salazar Slytherin của miền Đầm Lầy được sinh ra ở Bắc Ireland, phần còn lại của Vương quốc Anh đúng không? Lúc đầu chúng mình cũng nghĩ vậy, nhưng mà thực tế lại khác xa với những gì chúng ta nghĩ đó. Salazar Slytherin quả thật là một pháp sư thuần chủng đến từ vùng Đầm Lầy. Vấn đề là chẳng có vùng Đầm Lầy nào ở Bắc Ireland cả. Vậy nên, theo như những thông tin bên lề mà chúng mình thu thập được thì gần như chắc chắn Slytherin đến từ phía đông, nơi có nhiều đầm lầy nhất nước Anh. Tuy rằng không rõ Slytherin đến từ vùng nào cụ thể ở phía đông, có thể là Norfolk, có thể là Lincolnshire,
có thể là Cambridgeshire và cũng có thể là một vùng nào đó xung quanh. Nhưng tự chung lại thì vùng đầm lầy này là nơi sinh sống ưa thích của loài rắn. Hình ảnh trong bộ thẻ những phù thủy nổi tiếng và thẻ sô-cô-la ếch nhái cho thấy Slytherin có mái tóc và đôi mắt màu xám. Ở phần 2, khi Harry chiến đấu với tử sài Basilisk, các bồ hẳn vẫn còn nhớ đến hình ảnh pho tượng một người đàn ông già trông khá giống khỉ cùng bộ râu dài và mỏng đã gần chạm đến đáy ao rộng trong căn hầm chứ. Và người đàn ông ấy không ai khác chính là kẻ đã tạo ra phòng chứa bí mật Salazar Slytherin. Phải thừa nhận rằng trong số 4 nhà sáng lập, Slytherin là người được nhắc đến thường xuyên hơn cả. Những câu chuyện về ông nhờ vậy mà được biết đến nhiều hơn. Qua đó, ta cũng có thể đoán được phần nào tính cách của nhà sáng lập này. Ông là một người mưu trí, tham vọng, vô cùng uy quyền nhưng lại đôi phần cố chấp. Khác hoàn toàn với ba người bạn của mình, Salazar Slytherin đặc biệt coi trọng những ai mang dòng máu thuần chủng và có tham vọng lớn lao. Đối với Slytherin, một Hogwarts an toàn mới có thể khiến giới phù thủy tránh xa khỏi những con mắt đầy tò mò của Muggle. Và điều ấy chỉ có thể xảy ra khi những phù thủy nhí tại đây đều mang dòng máu thuần huyết. Thế nhưng, quan điểm có phần khắt khe đó đã không nhận được sự ủng hộ của ba người còn lại. Sau khoảng thời gian dài tranh cãi cũng như thuyết phục mà không ai chịu thay đổi quan điểm của mình, cuối cùng, điều gì phải đến cũng đã đến. Giữa Slytherin và Gryffindor đã xảy ra một cuộc tranh chấp lớn. Theo như lời của chiếc mũ phân loại thì rất có thể hai người còn có một cuộc đấu tay đôi nảy lửa với nhau. Kết cục của cuộc đấu tay đôi ấy không biết ra sao, chỉ biết rằng ngay sau đó, Slytherin đã rời khỏi Hogwarts mà không một lần quay trở lại. Sở dĩ Slytherin luôn giữ cho mình quan điểm cực mạnh về sự thuần huyết là vì ông vốn là một phù thủy thuần chủng. Nếu như đã từng tìm hiểu về giới phù thủy, hẳn các bồ cũng biết những dòng họ mang trong mình dòng máu thuần chủng hay có thể gọi nôm na là dòng dõi quý tộc của thế giới phù thủy thì đa số đều khá coi trọng sự thuần huyết. Họ gần như không chấp nhận những kẻ có dính líu dù chỉ là một chút tới giới Muggle. Nguyên nhân của sự phân biệt này, ngoài việc những phù thủy thuần huyết luôn cho rằng mình có dòng máu cao quý, có phần thượng đẳng hơn những kẻ chả có tí năng lực pháp thuật gì kia, chúng ta cũng phải kể đến những quan niệm sai lầm và hủ tục cực kỳ khắc nghiệt của giới Muggle về phù thủy vào thời Trung Cổ. Về sau, khi đạo luật bí mật phù thủy ra đời thì định kiến này cũng đã bớt đi phần nào, hai giới phù thủy và Muggle cũng đã sống hòa bình hơn. Nhưng, ở vào thời của Slytherin, đối với một phù thủy thuần huyết, tài năng và uy quyền hay nói chính xác hơn là một người đứng trên rất nhiều người như ông thì khách quan mà nói, quan điểm về việc nhận những phù thủy thuần chủng của ông cũng không thể nói là sai được. Mục đích cuối cùng của Slytherin cũng giống như ba nhà sáng lập còn lại là đào tạo ra những phù thủy tài năng, am hiểu pháp thuật, trung thành và có khả năng bảo vệ được giới phù thủy. Nếu như Gryffindor cho rằng những người dũng cảm nhất là những sự lựa chọn đúng đắn, Ravenclaw nghĩ có trí tuệ là có tất cả, có thể giải quyết mọi việc. Hufflepuff nói mọi người đều có xuất phát điểm như nhau, ai cũng có khả năng ấy, thì Slytherin tuyên bố sự phản bội của Muggle dù đến một ngày nào đó sẽ diễn ra. Vậy tại sao ngay từ đầu không chỉ nhận mỗi những đứa trẻ thân chúng? Thực sự điều mà Slytherin nhận định hoàn toàn có thể xảy ra, chỉ có điều cái nhìn phiến diện của ông đã đánh đồng tất cả các Muggle lại với nhau mà thôi. Nếu như những đứa trẻ có xuất thân Muggle thực sự không được học tại Hogwarts, các bồ đã bao giờ tưởng tượng xem chuyện gì có thể xảy ra chưa? Những cái chết bất thường hoặc những sự việc kỳ lạ diễn ra mà không có nguyên nhân, không ai đứng ra chịu trách nhiệm, như cách mà Harry đã làm với con rắn tại sở thú, với đám bạn của Dudley hay Demurge. Trường hợp của Demurge thì không đúng lắm vì cậu nhóc vẫn phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Nhưng điều chúng mình muốn nói là nếu như Harry bị giới phù thủy bỏ mặc, liệu ai sẽ che giấu, giải thích hoặc xóa trí nhớ của những kẻ tọc mạch tình cờ thấy một chuyện kỳ lạ như vậy? Nếu như không có ai nói cho Harry hay bất kỳ đứa trẻ phù thủy nào khác giống cậu nhóc biết sự thật, hoặc như để cho những Muggle chẳng biết tí tẹo gì về giới phù thủy thỏa sức tưởng tượng và bàn luận về những gì mình đã thấy, liệu rằng chúng có thể bị trầm cảm, bị điên hoặc gặp phải vấn đề tâm lý ở độ tuổi còn khá sớm, giống như những gì mà Ariana Dumbledore đã phải chịu đựng hay không? Tất cả những điều trên quả thực là một viễn cảnh kinh hoàng không chỉ cho giới Muggle mà còn cả cho giới phù thủy nữa. Liệu sự bí mật của giới phù thủy có được duy trì? Liệu hòa bình giữa hai bên có bao giờ diễn ra hay không? Hay là các phù thủy sẽ luôn phải sống trong sự săn lùng giáo giết của những kẻ có phần hạ đẳng trong suy nghĩ của họ? Tất nhiên, chúng ta hình dung được viễn cảnh này là vì chúng ta được chứng kiến một thế giới hòa bình giữa các phù thủy và Muggle rồi. Còn với Slytherin, ông sống ở thời Trung Cổ và không hề biết điều đó. Slytherin chỉ biết rằng giới phù thủy được an toàn khi những người bảo vệ nó có ràng buộc hoàn toàn với nhau và không có thêm mối bận tâm nào khác ở thế giới ngoài kia. Giữ cho mình quan điểm chắc chắn như vậy, cộng với sự cố chấp vốn có của bản thân, nếu như Slytherin không thể thuyết phục ba người còn lại thì chẳng ai có thể thuyết phục nổi ông cả. Vậy là những người bạn thân với mục đích chính đáng và đầy tốt đẹp thuở ban đầu, họ lại trở thành những kẻ xa lạ lúc nào cũng gay gắt với nhau, đến cuối cùng lại chia tay nhau trong buồn bực, khó chịu và có lẽ là cũng không cam lòng nữa. Chính vì vậy, trước khi thực sự ra đi, theo như huyền thoại mà giáo sư Binns đã kể, Slytherin đã xây nên một phòng chứa bí mật dưới lòng Hogwarts và để lại đó một nỗi kinh hoàng, cũng chính là tử xà Basilisk, con rắn cưng của mình. Chờ đợi một ngày người thừa kế chân chính của Slytherin tìm đến, mở ra phòng chứa và làm nốt công việc đang còn dang dở, để Hogwarts không còn bóng dáng của bất kỳ một kẻ nào dính líu tới Muggle. Nói về sự ra đời của phòng chứa bí mật,
Theo như một vài thông tin được tiết lộ nhưng chưa được kiểm chứng khác, thì mục đích ban đầu của Slytherin khi xây dựng căn phòng này là để có một nơi dạy nghệ thuật hắc ám, bí mật cho các học sinh của nhà. Dù vậy, nếu giả thuyết này là thật, thì việc Salazar Slytherin để từ xà Basilisk ở lại là một hành động khá khó hiểu. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của đời sau về phòng chứa bí mật mà thôi, còn sự thực thế nào thì chả ai có thể biết được. Nói một chút về từ xà Basilisk, các bồ có bao giờ thắc mắc là vì sao Slytherin lại tin tưởng để nó lại đây mà không sợ ông bạn già này sẽ qua đời trong lúc chờ đợi người thừa kế không? Thực chất con tử xà này không phải là tử xà giống Basilisk thuần chủng, nó đã được Slytherin lai giống. Vì vậy, tuổi thọ của nó cao hơn tuổi thọ trung bình của bất kỳ loài rắn nào. Nó có thể sống đến hàng nghìn năm, chờ đợi người thừa kế thực sự của Slytherin xuất hiện và hoàn thành trọng trách của mình. Những người thừa kế hoặc những ai được cho là có dính dáng tới Slytherin đều có một đặc điểm cực kỳ dễ nhận biết, được thừa hưởng từ chính ông, khả năng nói chuyện và điều khiển rắn bằng xà ngữ, hay còn được gọi là xà khẩu. Đây là lý do mà tại sao chỉ có những người thừa kế chân chính của Slytherin mới có thể mở ra phòng chứa bí mật và điều khiển từ xà Basilisk. Để nói về nguyên nhân của khả năng đặc biệt này, chúng ta phải quay trở lại với nơi mà gia đình Slytherin từng sinh sống. Vùng đầm lầy, nơi sinh sống ưa thích của loài rắn. Đó là lý do vì sao Slytherin có một con tử xà cưng và có thể sử dụng xà khẩu. Chính vì có sự liên quan cực kỳ mật thiết như vậy mà rắn đã được lựa chọn trở thành linh vật biểu tượng của nhà Slytherin. Không biết rằng điều này có thực sự chính xác hay không, nhưng chúng mình cho rằng khả năng xà khẩu đã khiến cho Slytherin mang trong mình tính cách và suy nghĩ của loài rắn. Những đứa trẻ được lựa chọn vào nhà Slytherin cũng cần phải mang trong mình ít nhất một trong những đặc điểm như tháo vát, quyết tâm, tham vọng, xảo trá, bỏ qua mọi quy tắc để đạt được mục đích và đặc biệt là sự thuần chủng trong huyết thống. Sau này, vẫn có những học sinh của nhà không mang trong mình dòng máu phù thủy thuần chủng như giáo sư Severus Snape, Tom Riddle. Nhưng số lượng học sinh lai hoặc có xuất thân Muggle là cực kỳ ít. Màu sắc chủ đạo của nhà là xanh ngọc và trắng bạc. Trong văn hóa phương Tây, xanh ngọc tượng trưng cho sự giàu sang, thịnh vượng và ma thuật, còn màu trắng bạc tượng trưng cho sự sáng suốt, khôn ngoan và đặc biệt là sự thuần khiết, điều mà Slytherin luôn theo đuổi. Còn nếu đánh giá màu sắc dựa trên linh vật biểu tượng của nhà thì trắng bạc là màu da rắn, trong khi xanh ngọc lại là màu mắt rắn, hoặc màu nước xanh thẳm tượng trưng cho yếu tố thủy là đại diện của nhà. Ngoài việc là chủ nhân của tử xà Basilisk, Salazar Slytherin cũng đã tạo cho mình một dụng cụ pháp thuật đầy ma thuật và quyền năng. Chiếc mề đay có khắc chữ S ở trên, viết tắt cho cả tên và họ của Slytherin. Và cũng tương tự như phòng bí mật, để có thể sở hữu hoàn toàn chiếc mề đay, hay nói chính xác hơn là mở khóa và sử dụng quyền năng mà Slytherin đã đặt vào trong nó, thì chỉ có hậu duệ của Slytherin, những xà khẩu chân chính mới có thể làm được. Không ai rõ sức mạnh ẩn trong chiếc mề đay thật sự là gì, nhưng chúng ta đều biết vật phẩm cao quý ấy đã trải qua cả quãng đường dài trước khi đi đến cái kết không hề xứng đáng với giá trị của nó, giống như vương miện của Ravenclaw và chiếc cúp của Hufflepuff bị Tom Riddle đánh cắp và trở thành một trong những trường sinh linh giá của hắn. Salazar Slytherin cũng tự tạo đũa phép cho chính mình. Đây là cây đũa phép duy nhất được nhắc đến trong số 4 cây đũa phép của những nhà sáng lập. Đũa phép của ông được làm từ gỗ chăn với lõi là sừng tử xà. Chiếc đũa phép này cũng giống như người anh em của nó là chiếc mề đay, được truyền từ đời này sang đời khác bởi các hậu duệ của Slytherin sau khi ông qua đời, đến tận thời của nhà Gaunt. Sau nhiều năm được truyền lại, cây đũa phép cuối cùng bị đánh cắp bởi Isosceles, từ gì mình là Gormlaith Gaunt, rồi cùng chồng đi sang Bắc Mỹ. Tại đây, hai người sáng lập ra trường phù thủy Evermorning với mục đích đào tạo ra các kiến thức và kỹ năng pháp thuật cho những đứa trẻ phù thủy tại Mỹ. À, nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về những ngôi trường này thì các bồ đừng quên xem video về các trường đào tạo phù thủy của chúng mình nhé. Về sau, chiếc đũa phép của Slytherin đã bị chôn vùi tại chính Evermorny, kết thúc chuyến hành trình của mình tại một mảnh đất xa lạ. Như các phù thủy đời sau và đương nhiên là các Muggle đang xem video này đã biết, Salazar Slytherin là một bậc thầy về nghệ thuật hắc ám. Nhưng có lẽ không phải ai cũng biết khả năng nổi bật nhất của Slytherin trong lĩnh vực này lại là kỹ thuật chiết tâm chi thuật Legilimency, giúp cho người thi triển nó những Legilimens thâm nhập vào tâm trí đối phương, biết được suy nghĩ và quá khứ của họ từng trải qua. Bộ phép này trái ngược hoàn toàn với bế quan bí thuật Occlumency mà giáo sư Snape đã dạy cho Harry, giúp cậu nhóc tự bảo vệ bản thân trước chiết tâm chi thuật mà Voldemort sử dụng với mình. Nghe từ tác dụng của chiết tâm chi thuật, các bộ có thấy quen quen không? Chẳng phải chiếc nón phân loại cũng có khả năng đọc được suy nghĩ và nhìn thấu quá khứ của những người đội nó? Vì vậy, nó mới có thể đánh giá và phân loại chính xác được các học sinh năm nhất xem chúng nên vào nhà nào hay sao? Tụi mình dám cá rằng đây chắc chắn là không phải là điều ngẫu nhiên. Như đã chia sẻ ở video về Godric Gryffindor, cả bốn nhà sáng lập đều đưa vào chiếc nón phân loại một phần trí tuệ của mình. Và dù chỉ là phỏng đoán, nhưng rất có thể một phần trí tuệ của Slytherin đã đặt vào trong chiếc nón đã bao gồm khả năng chiết tâm chi thuật của ông. Điều này đã cho thấy được phần nào khả năng pháp thuật xứng đáng được ca ngợi là vĩ đại của Salazar Slytherin, bởi dù chỉ là một phần trí tuệ, khả năng chiết tâm chi thuật của chiếc nón phân loại qua hàng ngàn năm lịch sử vẫn đầy chuẩn xác và tinh tường. Có thể khẳng định, Voldemort hay Tom Riddle là người hậu duệ tài năng nhất của Slytherin khi hắn được sở hữu gần như toàn bộ những tài năng của ông. Hắn có vẻ là người đầu tiên mở ra phòng chứa bí mật, thực hiện tiếp công việc còn đang dang dở của người sáng lập này. Thành công để tử xà Basilisk
giết chết cậu học sinh gốc Muggle Myrtle vào năm 1943 và suýt chút nữa làm được điều tương tự vào năm 1993 thông qua việc điều khiển Ginny bằng cuốn nhật ký của mình. Điều trời trêu là người thừa kế sáng giá này lại mang trong mình một nửa dòng máu của Muggle, thứ mà cả Salazar Slytherin và Voldemort muốn loại khỏi thế giới phù thủy. Ngoài vị chúa tể hắc ám này, chúng ta còn biết đến nhà Gaunt, nhà mẹ đẻ của Tom Riddle cũng là một hậu duệ của Slytherin. Tuy nhiên, dòng họ này cũng đã suýt chút nữa biến mất khỏi giới phù thủy sau cái chết của Voldemort vào năm 1998. Nói là suýt chút nữa là bởi những ai theo dõi hết 7 tập truyện chính thì sau cái chết của Voldemort, không còn một ai được đề cập là mang dòng máu của Slytherin nữa. Nhưng trong cuốn Đứa trẻ bị nguyền rủa, thông tin Voldemort có một đứa con gái với Bellatrix Lestrange mang tên Daphne Riddle lại được tiết lộ. Rất có thể cô chính là hậu duệ cuối cùng của Slytherin trên đất Anh. Ở một nơi cách Anh không quá xa, tại Mỹ, rất có thể dòng dõi của Slytherin cũng vẫn đang được kéo dài. Các bộ còn nhớ người sáng lập của Ivermorny, Isolde, mà chúng mình đề cập tới cách đây vài phút trước chứ? Dì của Isolde là người của dòng họ Gaunt, hay nói cách khác, Isolde cũng là một thành viên khác của dòng họ Gaunt, hậu duệ của Slytherin. Tuy nhiên, sau khi xem bóc Mỹ, trái với những gì mọi người thường nghĩ về sự đề cao huyết thống trong các hậu duệ của Slytherin, Sayer đã kết hôn cùng với một người đàn ông Muggle. Sau này, Isolde có được hai cô gái song sinh, nhưng cả hai đều là Squib, không mang trong mình khả năng pháp thuật. Họ cũng giống như mẹ của mình, đã kết hôn với Muggle và sinh ra những đứa trẻ cũng không có khả năng pháp thuật. Có thể nói, hậu duệ của Slytherin tại Mỹ đã hoàn toàn biến mất trong giới phù thủy và chỉ còn lẩn khuất tại giới Muggle, thế giới mà Slytherin luôn muốn tránh xa dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Quả thật, đáng buồn thay cho Salazar Slytherin, ông đã dành cả cuộc đời kiên trì và cố chấp với dòng máu thuần huyết, nhưng những hậu duệ của Slytherin lại đi ngược lại hoàn toàn với mong ước của ông, hoặc pha tạp với dòng máu Muggle, hoặc trở thành Squib, trộn lẫn hoàn toàn vào giới Muggle. Và đó là chuyện đời của 4 nhà sáng lập Hogwarts. Ai là người mà các bộ yêu thích nhất? Hãy bình luận cho mình biết nhá. Đừng quên like, share video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.